Hồ Nhất Thiên, dân Trần suýt bị tẩy chay vì scandal tình ái. Hồ Nhất Thiên, một cái tên có lẽ đã không còn xa lạ với một phim Hoa ngữ. Chàng diễn viên trẻ tuổi này đã từng được ca tụng bằng những biệt danh như Nam thần thanh xuân, Hot boy học đường hay những cách gọi khác tương tự như vậy. Nhờ vai diễn thiên tài học đường gian thần trong bộ phim Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp, nam diễn viên trở thành hình mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái. Vai diễn này giống như được Donny đóng giày cho Hồ Nhất Thiên, một vai diễn vừa đủ để nam diễn viên không lộ quá nhiều nhược điểm về mặt diễn xuất. Vẻ ngoài điển trai, gương mặt đẹp như tạc tượng cùng với khả năng diễn xuất của mình đã giúp anh ghi được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Hiện tại, anh đang nắm giữ nhiều vai diễn đình sắp được công chiếu rộng rãi và là đại diện của nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Hồ Nhất Thiên, nam thần thanh xuân từ trên phim ra đến ngoài đời. Hồ Nhất Thiên sinh ngày 26 tháng 12 năm 1993, là một diễn viên trẻ người Trung Quốc. Hồ Nhất Thiên là diễn viên thuộc sự quản lý của công ty Hòa Sắc Ảnh Thị. Ngoài công việc là diễn viên, anh còn là ca sĩ và là người mẫu đại diện cho các thương hiệu nổi tiếng tại Trung Quốc như Lệ Chi, hãng mặt nạ Nhất Diệp Tử, kem thiện nữ U Hồn, hãng đồ ăn nhanh Lại Y Phân. Hồ Nhất Thiên, chàng diễn viên trẻ sở hữu ngoại hình chuẩn sói ca ngôn tình. Anh đốn tìm khán giả nhờ khuôn mặt thư sinh, điển trai cùng chiều cao khủng 1m88. Ngoài đời, theo lời nhận xét của Tôn Ninh, Hồ Nhất Thiên không phải là kiểu người thích nói nhiều. Mỗi khi hai người trò chuyện với nhau, Hồ Nhất Thiên luôn là người chủ động lắng nghe. Hồ Nhất Thiên chính là kiểu người đặc biệt ấm áp. Tôi có cảm giác rằng cậu ấy thực sự hiểu được tâm tư của người khác, Tôn Ninh cho biết. Hồ Nhất Thiên cũng hiểu biết khá rộng về những vấn đề trong cuộc sống. Anh chàng thường là người khai sáng cho bạn diện những kiến thức xã hội. Nhìn có vẻ lạnh lùng vậy thôi, tính cách của Hồ Nhất Thiên rất tỉ mỉ và thích quan sát mọi thứ. Thực ra, bạn học gian thần ngoài đời là một chàng trai cực kỳ tinh tế đấy. Theo nhận xét của nhân viên trong đoàn làm phim Gửi thời đẹp đẽ hơn thời thuần của chúng ta, Hồ Nhất Thiên khá giống gian thần ở điểm ngại ngùng khi bộc lộ cảm tình của mình với người khác. Tính cách anh chàng có phần khá nhút nhát. Sự nghiệp của Hồ Nhất Thiên. Năm 2016, Hồ Nhất Thiên chính thức bước chân vào showbiz với vai diễn Âu Tuấn trong phim Hà Chí Chưa Đến của đạo diễn Quách Kính Minh. Năm 2017, Hồ Nhất Thiên tham gia phim Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp với vai chính là gian thần. Đây cũng là vai chính đầu tiên của anh chàng. Khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng, phảng phất nét lạnh lùng của Hồ Nhất Thiên rất phù hợp với vai diễn gian thần ngoài lạnh trong ấm, tạo cảm giác cuốn hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp có nội dung không quá mới mẻ nhưng thu hút bởi dàn diễn viên chuẩn không cần chỉnh. Bộ phim kể về hành trình cọc đi tìm trâu của cô nàng Trần Tiểu Hy, Thẩm Nguyệt đóng. Đem lòng yêu cậu bạn học cùng lớp, Trần Tiểu Hy tìm mọi cách theo đuổi gian thần. Tuy nhiên, gian thần lại luôn tỏ ra xa cách, lạnh lùng với Tiểu Hy. Cặp đôi gian thần Tiểu Hy chính là cặp đôi màn ảnh thu hút sự quan tâm của dân mạng Việt Trung thời điểm đó. Hồ Nhất Thiên được xem là gian thần bước ra từ tiểu thuyết. Tuy hai vai diễn đầu tay đều là vai nam sinh trung học, hình tượng Hồ Nhất Thiên chưa được định hình hoàn chỉnh, nhưng khả năng diễn xuất của Hotboy 9X được đánh giá khá cao, nhận được nhiều kỳ vọng của khán giả trong tương lai. Hồ Nhất Thiên lên hương sau vai chính đầu tiên, nhiều hợp đồng quảng cáo, phim ảnh cứ đến với nam diễn viên, giúp anh có những chuỗi ngày vô cùng bận rộn. Như các vai diễn này có chung một điểm, đó chính là hình tượng nhân vật đều là kiểu học bá, soái ca, lạnh lùng được nữ chính ngưỡng mộ. Tháng 2 năm 2018, Hồ Nhất Thiên nhận vai chính trong một bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Cổ Long là Tân Nguyệt Đài Song Kiều. Vai diễn Hoa Vô Khuyết trong phim đôi lúc làm khó Hồ Nhất Thiên, anh còn bị chê là không phù hợp với cổ trang. Cho dù mọi người đều nhìn thấy được sự tiến bộ trong diễn xuất của anh, nhưng hình tượng nhàm chán như bê nguyên bộ phim khác vào cũng khiến người xem có phần ngao ngán. Cũng trong năm 2018, anh tham gia phim Cá Mực Hầm Mật với vai khách mời Ngô Bạch. Tháng 7 năm 2018, Hồ Nhất Thiên nhận vai chính trong phim Thanh Xuân Tu Tảo Vi. Sang đến năm 2020, Hồ Nhất Thiên xuất hiện trong bộ phim trinh thám Dân Quốc Kỳ Thám. Đây là vai diễn cho công chúng thấy được bước ngoặt về khả năng diễn xuất của Hồ Nhất Thiên, cũng như hình tượng khác của Hồ Nhất Thiên. Trong phim, anh là người lầy lội, cũng hay cáu gắt, có cái tôi cao nhưng lại rất thông minh, làm việc vì miếng cơm manh áo. Mới đây, dự án Cá Mực Hầm Mật 2 chính thức tung ra poster. Bộ phim là câu chuyện tiếp diễn của phần 1 và lần này Hồ Nhất Thiên đóng chính. Tuy nội dung chưa được hé lộ nhưng nhân tình đã rất ngóng đợi bộ phim lên sóng. Liệu lần này, chàng trai Ngô Bạch có làm nên thành công như người anh họ duyên thần của mình? Hãy cùng đón xem nhé! Hồ Nhất Thiên và scandal nhân cách. Từ bộ phim Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp đã giúp Hồ Nhất Thiên một bước lên sao. Chính vì thế mà đời tư của Hồ Nhất Thiên cũng là mối quan tâm rất lớn của nhiều người. Chuyện tình cảm trong quá khứ của Hồ Nhất Thiên được netizen đào mộ không sót một chi tiết. Rất nhiều fan hâm mộ rất muốn Thẩm Nguyệt và Hồ Nhất Thiên sẽ là một đôi. Mong muốn họ phim giả tin thật, nhưng khi thông tin về người yêu cũ Hồ Nhất Thiên bị rò rỉ đã khiến cộng đồng mạng thực sự thất vọng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
Mọi người tập trung vào nhan sắc của bạn gái cũ Hồ Nhất Thiên. Gương mặt của cô đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, cằm khá nhọn, xu hướng theo mặt trắng. Nhiều fan Hồ Nhất Thiên thất vọng và thắc mắc tại sao anh có thể yêu một người có ngoại hình như vậy. Vì sao không chọn Tiểu Hy, Thẩm Nguyệt để yêu? Trước luồng dư luận chỉ trích nhan sắc quá gay gắt, bạn gái cũ của Hồ Nhất Thiên đã lên tiếng bằng một bài viết chia sẻ trên Weibo với nội dung như sau. Mong mọi người đừng theo dệt thêm tin đồn nữa. Tôi và Hồ Nhất Thiên bắt đầu hẹn hò vào ngày 25 tháng 2 năm 2016. Tình cảm của hai bên rất tốt đẹp. Anh ấy vào ngày sinh nhật lẫn ngày nghỉ đều dẫn tôi đi nhiều nơi du lịch. Chỉ cần hai người không bận rộn, chúng tôi sẽ gọi video cho nhau. Tới ngày 18 tháng 10 thì tài khoản mạng xã hội chung của cả hai chúng tôi đã ngừng cập nhật rồi. Vì không hợp nhau nữa nên ngày 20 tháng 10 chúng tôi chia tay nhau. Những bức ảnh này chỉ là tôi muốn lưu giữ lại khoảng thời gian tốt đẹp đó. Về vấn đề mọi người luôn mắng chửi tôi là sửa mặt thành mặt trắng, tôi thừa nhận mình đã có phẫu thuật thẩm mỹ qua. Ai lại không muốn mình trở nên xinh đẹp hơn cơ chứ? Chuyện này chẳng có gì mà không thừa nhận cả. Tôi chỉ là một người bình thường, muốn sống những ngày tháng bình an. Anh ấy, Hồ Nhất Thiên trước đây cũng chỉ là một người bình thường. Bây giờ sự nghiệp của anh ấy đang dần phát triển. Hy vọng mọi người đừng mang lại cho anh ấy quá nhiều sức ép. Sau sóng gió với người yêu cũ, Hồ Nhất Thiên tiếp tục vướng phải tin đồn hẹn hò trong khách sạn với một hot girl khác. Một video hình ảnh chia sẻ được cho là Hồ Nhất Thiên lén lút vào khách sạn với một cô gái lạ mặt. Anh được quản lý của mình dẫn đến gặp một mỹ nhân và cả hai đã có ít nhất 2 tiếng đồng hồ ở bên nhau. Trước scandal này, Hồ Nhất Thiên vẫn giữ im lặng và không có câu trả lời hay giải thích nào. Trong khi đó, một cô gái có tên tài khoản Weibo là Bội Giả Bội đã lên tiếng thừa nhận cô gái trong clip đó chính là mình. Ngoài ra còn chia sẻ thêm tính cách thực của anh là thích thả thính, sống giả tạo. Điều gây sốc chính là việc anh chê bai Thẩm Nguyệt, bạn diện của anh trong gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp. Mãi cho đến một năm sau, Bội Giả Bội mới bất ngờ ngoi lên và đính chính sự việc bôi nhọ Hồ Nhất Thiên năm nào. Bội Giả Bội đã thừa nhận là bản thân tôi lắm drama, tạo cơ hội để truyền thông các câu lấy nghĩa. Lấy một câu trong lời nói của người khác rồi giải thích theo ý mình. Từ đây, mọi hiểu lầm đã được gỡ bỏ và Hồ Nhất Thiên lại là nam thần trong lòng công chúng. Tuy đã được thanh minh nhưng để hoàn toàn lấy lại niềm tin của khán giả, Hồ Nhất Thiên còn phải gắng sức hơn nữa và hoàn thiện nhân cách cũng như tài năng. Hiện tại, lượng fan của Hồ Nhất Thiên đang tiếp tục tăng theo cấp số nhân. Với khuôn mặt đẹp như tạc tượng và vóc dáng lý tưởng, Hồ Nhất Thiên được kỳ vọng sẽ trở thành tiểu thư tươi mới của Trung Quốc trong tương lai.